Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị em. Ngày hôm nay em tiếp tục đi qua vườn thì em thấy trong cái khu vườn hôm bữa em có quay đang lên mô, đang chuẩn bị trồng cây thì đã trồng xong rồi, thì ngày hôm nay em sẽ quay cho cả nhà mình coi. Một số anh em cũng hay nói là không biết trên cái mô đó cái cách thức trồng như thế nào, thì em sẽ quay em hỏi những chú trên này trồng sẽ cho cả nhà mình biết cái gọi là cái công thức trồng như thế nào đó. Rồi quý cô chú anh chị đi ngang thấy cái đoạn clip của em hay, xin mỗi người cho em một like nha. Rồi vô trồng ơi. Hôm bữa thì có đi vô trong này quay thì anh em cũng hay hỏi kích thước đó, thường thường em thấy là từ mô bên này qua tới mô bên này là 1,5 m nha cả nhà, cách nhau 1,5 m. Ngày hôm nay thấy đường nước à, ống này chắc ống 34, còn đi ra là ống 21 nữa cả nhà, cao lên 3 m, dùng bét xoay ha. Còn ống chính của nó là ống 90 này chồng, quay cho cả nhà mình coi, ống chính là ống 90. Motor này chắc mấy ngựa à, motor này bự à. Ủa sao mấy cái này chồng rồi à, lắp hết trơn hả ta? Có xe nào đây đây chồng, vô còn mấy cái quái này chồng. Đây cả nhà, khi chồng ngồi thì đắp cái mô thì hôm bữa cái đoạn clip hôm bữa em có quay cho cả nhà thì là mô làm nó tròn, xong cái sắp đế là ghim mình cọc tre đó, rồi đặt lên là trước khi mà trồng trên đó thì là em có thấy là gãi một lớp phân gà để cho nó xốp đất ha cả nhà. Trồng xong thì bên chủ vườn sẽ ủ bằng đây sơ dừa lên trên, sơ dừa là chút xíu thôi cả nhà, chút xíu thôi nè đó. Còn trên này ủ thêm một lớp rơm cái nữa, còn đây chắn lại thêm một cái lớp lưới rêu nữa ha cả nhà đó. Còn chắc trồng thì đi vô đem hỏi ha. Hôm nay mình trồng xong hết rồi chú? Xong hết rồi. Tổng nhiêu cây ta? Dễ gì biết. Không biết hả? Hôm bữa à, còn nhớ cái đống quá này như là 300 mấy cây nè. 350 hả? 700 gì đúng không? Ồ vậy trong kia đang tưới ha. Cái ở trong này chắc trồng là mình có thêm cái gì đúng không chú? Hữu cơ rồi, rễ dừa không? Rễ dừa với đất ruộng mình ha. Chứ dừa trộn chung với cháo. Chốt ha, cái này tầm 5 năm nữa mình mới thu hoạch được. Sơ dừa trộn chung với cháo. Ít không? 73. Còn đất? Đất thì đất phân nửa à. Đất phân nửa ha. Ờ một lớp rễ dừa nữa. Rồi vậy trong này là vẫn có cháo và sơ dừa, rễ dừa hết cả nha. Đây nè, trồng xong hết trơn nè. Giờ mấy chú đang làm cái đường mương nước nè. Mấy cây này con lắc quá trong hai cái nè. Đó trồng xong rồi đậy cắm dừa lên đó. Đậy cắm dừa ở trên. Cho nó im gốc. Sao? Cho nó im gốc. Cho nó im gốc ha. Giữ ẩm gốc á. Giữ ẩm. Còn đây nè, đặt cái này tránh nắng nè. Đó, đậy thêm lớp lưới rêu này cái nữa nè. Cái này thì chắc tầm 5 năm nữa ha cả nhà. 5 năm nữa. Mỗi một hàng thì em thấy bên này thì đều có một cái đường nước thôi cả nhà. Đường nước à. Cách nhau 3 m. Một clip này 3 m không chú? 3 m. 3 m ngoài. Cái này 5 năm nữa thu hoạch ha cả nhà. Đó trời quy mô à. Trồng có nhiều cây cả nhà, nó tán lùng quá nè. Ủ sơ dừa lên nè, đâu thấy cây đâu. Đó đợi về sau cho nó lên tược rồi mới bắt đầu sửa đây. Nói chung ra thì ở bên này thì có một đội trồng, có một đội làm đất, có một đội chỉnh sửa. Nói chung nó nhiều quá trình lắm. Đường nước này thấy vậy nó hay lắm nha chồng. Khi mà mưa lớn cái nước ngược phải xuống dưới trơn. Đội mình làm chắc mấy chục người chú ha. Ủa mà cái này khi nào mình tưới kích dễ ta? Tưới chưa? Chưa tưới mà này chắc đợi lên tược rồi mới tưới chứ. Tầng ha. Dạ. Rồi đi qua dãy này trong ơi. Em sẽ quay cho cả nhà mình coi cái mô hình này nha. Nói chung là đầu tư với một cái số lượng mà khủng vậy thì cái kinh phí nó cao, nhưng mà thu lại cái đồng thì mình không có nói được nghe cái nè. Sợ đôi khi mình nói ra là nhiều khi anh em mình nói là đang nhiều gà chứ không có hay là quay. Tại vì nếu mà theo em cái tiền thôi trong này cứ bỏ đồng một cây khoảng chừng củ gửi cây thôi. Củ gửi cây đó. 300 cây thì 300 ngoài cây cho nó 500 triệu đi. Mình cho nó 500 triệu. Đó, tiền phô nguyên liệu không là 500 triệu. Nó đóng này tầm khoảng chừng 300 mấy cây. Rồi quá trình làm đất này kia nữa, chắc cái đám này thì tầm đất thì đất nhà. Đám này chắc tầm khoảng chừng 700 triệu, 700 triệu trồng trong vòng 5 năm hay cả nhà. Trong cái clip sau em sẽ hỏi chi tiết là khoảng chừng một cái khu vườn này
300 mấy chục cây này nè, một tháng chi phí tổng hết bao nhiêu thôi cho nè. Mà hôm đám hôm bữa rồi có trồng một mớ là hàng mini ha. Nhưng nói chung ra đầu tư vậy chứ 5 năm là thu lợi nhiều quá cả nhà. Sợ anh em mình hay nói là mai vàng trồng nhiều quá, sợ lúc đó nó bão hòa. Nhưng mà em nói thật sự cả nhà mình ha, vô trong khu vườn này rồi ha, tất cả trước giờ bao nhiêu năm nay là đã bán được một số vườn mà chưa có vườn nào mà nó bị chậm trễ, là bị lọt lại, là dạng như là bán không được đó, là chưa có hay cả nhà. Sản phẩm nào ra là đều bán hết cái sản phẩm đó, tại vì cái mẫu mã bên vườn này làm không có dạng như là không có đi theo một cái lối riêng, làm bất kỳ một cái mẫu mã nó đều khác nhau. Khu này là sẽ làm một cái mẫu khác nè. Hôm bữa em quay cho cả nhà mình coi cái đám bên kia là một cái gọng sa, còn đây là một cái gọng lùn ha. Vô đây nè, cho mình qua bên kia mình quay để cho cả nhà mình coi cái đám hôm bữa em quay. Thì hôm nay em có mua được một cái cây mai lớn ở bên Đồng Tháp, nhưng mà em vừa chở về bên này thôi. Ờ, mấy chú làm nha, cô đi nha. Dạ, bữa nào cô qua. Trời ơi. Đây là những chú dữ. Mấy chú ở Đồng Tháp hả? Mà qua bên Ô Môn Cần Thơ làm ha. Cái này cây trà là này trọng. Đâu? Dạ. Cái gì? Cái này cây gì quên ta? Cây trà là chứ. Không phải. Đúng phải. Cái gì à? Lộc, này lộc vừng. Cái này cái lộc vừng, còn cái tha la. Lộn. Đúng rồi, tha la. Đây nè. Đây trọng. Tha la đó, tha la. Nghe nói cái quả này nè trọng. Quả này nè. Quả tha la này nè, ừ. Nghe nói nổ một cái là thú quắc luôn á trọng. Ghê vậy hả? Ừ. Phải không mấy chú? Nghe nói nổ cái thú quắc luôn á. Thơm lắm. Chú dụ con không? Cái tha la đó. Để đi qua bên này nè. Ở bên này thì hôm bữa là cái dãy lớn rồi cái nè. Lỡ mình đi quay, mình quay phóng sự luôn. Tại ngày hôm nay là anh em đang đứng cây trong kia. Cái cây này cả nhà, bình thường cả nhà mình coi những cái cây mai tàn. Mai tàn thì rất nhiều dạng, mai tàn tự nhiên, mai tàn sữa, mai tàn chi nhạo, rất là nhiều. Còn cái đây là một cái mai tàn, nói chung là chỉnh sửa từ nhỏ theo cái lối mà tự nhiên. Do đây trồng tự nhiên là những cái cốt cành này nè, cái nè cốt cành này nè là sẽ không có uống nước dây gì hết. Chẳng hạn người ta dằn cái tàn xuống cho những cái chi nè, nó sạc ngang qua. Cây này cây khủng, cây này đang nằm chậu 2 mét, hoành cây này chắc tầm 80 cục đế, quá dữ. Nói chung ra cây này thì đợt tới này sẽ mang về Đồng Tháp á cái nè. Tại để bên này thì ít người chăm, bởi vậy nó không được sung cho lắm ha, cào dữ ta. Cây này chắc cao tầm khoảng chừng 5 mét quá trọng. Ừ, cao cả đó. 5 mét. Nghe nói cây này bông đẹp quá trọng. Ở trong này có nhiều cây khủng lắm, mà mình không có dám mình đi quay nhiều. Tại vì cây của công ty, lâu lâu em xin đi quay cho cả nhà mình coi những cây này nè. Nếu mà cây này làm rồi thì cao bèo phải từ 8 mét. Đây có cặp đây cây nè. Đây có cặp nè. Ở này bên này mưa gì sao mà nước dữ ta. Công trình bể ống kìa. Bể ống hả? Dữ vậy trời. Mà em cho cả nhà mình coi một cái cây mai nổi tiếng nhất ở vùng Cần Thơ lúc mấy năm trước thôi nè. Trong giai đoạn trước. Biết sai nghe đâu. Đã rồi. Trời ơi. Cây này 1m2 hoành hả cả nhà. Cây này gọi là cây cổ. Sẽ không có xét đến là vấn đề mà nó là phải là chuẩn hay như thế nào. Cái này gọi vô danh sách đỏ rồi cái nè, quay vòng vòng ở trong dữ thiệt. Ủa anh về anh? Anh về hả? 1m2 hoành cái nè. Cái này trước giờ chắc có lẽ em chưa quay nè. Bên kia có cây tàn nằm mô đẹp quá ta, cây nhỏ nằm mô đẹp quá ta. Cái này hồi đó nổi tiếng lắm cái nè, cây tự nhiên đã thiệt. Cây này đang tỉnh cây, nó sung ra cây mai cái nha. Mình nói nó dễ chăm cũng nghe cũng đúng, mà khó chăm nghe cũng đúng cái nha. Với những cây lớn mình chăm nó tâm lý
sợ đôi khi mà mình sợ nó, chứ chỉ có những người mà họ hay làm những cây lớn, họ chăm là họ còn giữ được cái tâm lý, họ từ từ họ làm. Chứ đôi khi mà ví dụ như cỡ em đây, em trồng cái này em không dám trồng cả nhà, sợ cái nè, tại giá thành nó tiền cao lắm. Đây, đi trồng ơi, bên kia thì có một cái cây, có một cái cây cây quế mà thân sắn và nó hàng hiếm. Ngày hôm nay em có mới mua được một cây, mới mua được một cây mai vàng đỏ lắm. Đây. Cái đám này hôm bữa em có quay cả nhà mình nè, là một năm mấy tuổi mà bây giờ cũng gạch nó bự lắm. Đó, bởi vì bên này sẽ có một cái đội uống cây, rồi hội đội trồng cây. Và trong này thì sẽ có một người phân công ra để chuyên về xịt thuốc đó cả nhà. Em có đúng một cây này cái nè. Em còn cây này nữa. Cây này em chưa có giao lưu nè. Hôm bữa giờ em còn sót lại một cây. Cục đế nó bự dữ lắm, bự luôn. Anh em nào mà có dạng như là thích những cái phong lùm lực á, để em lên xe. Phong lùm lực anh em mình lấy cái này về nhà lên chậu chơi. Đó lắm đã. Trời ơi nó nặng. Nè. Đó là mặt hậu á. Đây bên này chỗ này. Nuôi cây bay đó, cây này năm cũ gửi hai cái nè, hoành tầm 30 hơn chút à. Có mưa đó rồi, quay lại cái nữa. Cây này nuôi ở cây giáng bay đẹp á, cục đế này không mét mốt á cái nè. Cây này anh em mình vô chỗ năm đó, anh em mình hợp giải này mua ủng hộ tiếp em nha. Giờ em ngày hôm nay thì em mới mua được một cái cây lớn. Vô đây chồng ơi, cái này cái size lớn. Cây này là cả nhà mình sẽ thấy nó giống cái với cái lô mai mà em đang làm ở bên vùng Ô Môn, nhưng thực sự nó không phải nha cả nhà. Cây này là mua lẻ cũng của bên công ty luôn, nhưng mà cái lô này là lô clip trước, tại cả nhà mình thấy không? Nó có cốt chi sẵn hết trơn nè. Đó. Bởi vì lô này là lô trước thôi cả nhà. Mặt tiền nhìn vô cả nhà mình thấy cốt 1 nè. Cốt 2, 3 phong, nói chung cây này đủ chi hết nha. Đế quá dữ. Cái này hồi đó là nằm ở bên bên cạnh Đồng Tháp. Sáng mới mua ở bên Đồng Tháp, em nhờ một anh người anh chở qua giùm. Hôm nay em cắt luôn, em mang về. Này em cắt ngắn ngắn lại về nhà cho nên ghét. Tại mình không biết được mặt bông đó cả nhà. À, nhìn cái mẫu này em thấy nhìn nó giống, nhưng thực sự nhìn nó khác á nghe đồng. Ừ. Biết khác gì không? Khác vàng trưng. Đúng không? Đúng. Khác vàng trưng. Lô này lô đầu. Lô này lô đầu tiên nè. Lô đầu tiên lúc đó là em chưa có mua nhiều. Lô đầu tiên này em mua được mấy cây à. Mình cắt về nè, về nhà cho anh em mình ghép vô những cái đầu về nè cả nhà. Cắt lỡ cắt cho tới luôn cả nhà mình. Chứ nhiều khi mấy cây này cả nhà mình cắt dài cái về nhà mình nuôi nó dở lắm. Ông đón cái này hoành tầm nhiêu đồng? 35, 38. 35, 38 vậy hả? Cái này không xài, co quá. Rồi tầm 40 á. Tại sáng ảnh kêu có một cây giống cái lô hồi đó đó, Tài mày có mua không? Thì em nói có một cây thì thôi lỡ rồi, giá thành cũng tầm trung, em cũng mua luôn. Cái tay phía trước thì treo á. Che cắt ngắn lại thôi, cái này nó dài quá nè. Cắt ở đây rồi về nhà ghép dừa nè. Hàng ghép cũng bỏ. Mà mặt tiền này nó không quan trọng. Nếu mà anh em mình nuôi được, ví dụ nó nuôi từ lóng này nè, anh em mình nuôi ra nè, làm một chi chỗ này là được. Còn nuôi ở đây thì anh em mình nó bị che. Bị che, ở sau này cũng dư cành nè. Cắt là cắt tới luôn rồi. Không ngờ tới sáng mình mua được cây này luôn.
chi phong ở trên nó dài quá nè, cũng cắt luôn, không quay vòng tròn nữa đâu. Quay vòng tròn cho anh em xem coi từ dây đế này kia. Bên này làm đế là đẹp quá. Alo, em nghe nè. Rồi ok cho, đợi em chút nha, em gửi cho anh coi. Rồi ok cho, để em gửi liền cho. Dạ rồi. Cái này chắc bỏ quá ta. Đúng rồi, chi đó chi dư rồi. Chi dư quá. Để gối. Con sai mình nói chung ra mình nhìn thấy cái cắt xong cho nhìn thấy rõ ràng cốt 1, cốt 2, cốt 3 là được rồi. Gọt chủ cũng cao này, đúng không? Chi điểm sau lưng, chi phong sau lưng cũng cao nữa. Phong sau lưng nó bự quá trọng. Đây cành phong bự. Ừ, cành phong bự quá là cắt đôn lại. Gì mới vừa nè. Còn đây nếu mình nuôi ra nữa thì nó phong nó xa quá. Vậy là vừa. Thấy vậy mấy cây này nuôi mà cắt đôn 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 lại, nhìn cây nó lúc nào nó không được hết đó. Đọc chủ hơi nhóng luôn mày. Ừ. Cái này nuôi ghép hả cái nè, bởi vậy em cắt cho tới nha. Đó vậy thôi, về nhà anh em mình muốn xử sao xử. Nói chung ra mẫu cái này nè, hoành thì nó đẹp đâu hoành cái, tầm 38 lên tới 40. Giá thì nó cũng cao cái nè, tại cái này cái sưu tầm cái nhà mình đó. Ủa không có mang thuốc dây không nhỉ? Có cái chứ. Có mà nó để dưới á. Có 3 ngăn mà. Rồi hoàn thử 38 40 à. Đó. Chuẩn rồi đồng. Rồi ok. Không, chuẩn 40 luôn. 40 hoành. Cũ. Chuẩn chưa? Rồi, 71. 71 hoành cũ. Chiều cao 73. Chiều cao 73. Tán ngang hiện tại nó 80 đó. Anh em vô chậu cái này. Vô chậu 65 rồi cả nhà. Hiện tại cái bầu nó 60 nè. Bầu 60 vô, nếu mà vô chậu 60 á thì nó ép. Không đủ lực đâu. Là từ 65 lên tới 70 á. Dài đế nó quá trời đã. Cái cốt cành đó nè, em cho cả nhà mình coi cốt cành nó lực lắm cả nhà. Đó, 19 bên này nè. Cành 1 19 đó. Ông quay từ bên này ông quay trên xuống vậy nè. Tại nói chung ra cây này nó cũng cao tiền cái nè. Bây giờ em quay kỹ cả nhà mình không có thẹo dít nữa cho. Nè. Chi phong sao mà nó ba lớn cái nè. Số 3 bẻ cò lắc. Mẫu này thì anh em mình hợp nhãn cứ alo cho em nha. Em giao luôn cái này cả nhà mình luôn 32 triệu nha cái nè. 32 triệu nhận trăm ha. Lực cây dữ lắm, lực luôn. Cái cục đế nè, cục đế này hồi sáng bên mấy anh bứng rồi sắp đế cũng đẹp nữa. Nó gồ ghề cái nè. Đã thiệt. Nhìn nó lực cây. Có cái chi này nè, chi này nếu mà cả nhà mình nuôi á thì em một bỏ luôn. Tính dặn đây thì nó che. Mình nuôi trên xuống dưới thì mình áp đây cần nè. Áp đây cần nhảy bóc đây luôn là chuẩn cây. Rồi, nói chung ra ngày hôm nay thì em chỉ có đi làm được một số cái công việc thôi. Tại vì về nhà còn sắp xếp bứng thì một mớ cái hàng nhỏ nữa. Cái đầu clip em xin dừng tới đây nha. Anh em mình có hợp nhãn đến với những cái lô mai mà cốt cành như vậy nè. Anh em mình muốn ủng hộ thì em. Số điện thoại của em là 0912256200. Quý cô chú anh chị đi ngang xin mỗi người cho một like, một cái chia sẻ nha. Em xin chào tạm biệt và cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi hết cái đoạn clip của em trong ngày hôm nay.